Phúc khí không chỉ là việc chúng ta giàu có cỡ nào, tiền bạc nhiều bao nhiêu, mà còn là sự may mắn có thể biến nguy thành an, hóa dữ thành lành. Bởi vậy, đời người có ba cái khôn ngoan sau đây luôn được cố nhân chân quý để lại, càng biết sớm càng lợi sớm. Thứ nhất, đừng toan tính được mất. Người tính toán thiệt hơn thường hay mất bình tĩnh, lo lắng lợi ích bản thân mình bị tổn hại. Chúng ta thử nghĩ xem, một người luôn trong trạng thái lo lắng thì có thể ăn ngon ngủ yên sao? Những người thích tính toán cũng khó có được sự cân bằng và hài lòng trong cuộc sống. Sò đỏ quá mức sẽ sinh ra tâm bất bình và oán giận đối với mọi người. Dẫu một chuyện nhỏ thôi cũng dễ nảy sinh tranh cãi, ủy khuất mãi không nguôi, nội tâm mang đầy mâu thuẫn. Bụng dạ của họ cũng ngày càng trở nên hẹp hòi. Mỗi ngày chỉ có thể sống quanh quẩn trong những điều được mất mà không thể tự thoát ra được. Người tính toán quá nhiều, bản chất chính là tham lam. Họ sẽ nghĩ ra thật nhiều biện pháp, nó nhanh chóng trở thành một phản xạ trong tư tưởng. Đầu óc lúc nào cũng cuồn cuộn suy nghĩ, chẳng có được một giây phút bình yên. Lâu dần, lòng nặng trĩu và áp lực như một ngọn núi, cuộc sống trở nên thật vô vị và không màu. Có câu rằng, không phải chúng ta nắm giữ được quá ít, mà là chúng ta tính toán quá nhiều. Đừng nhìn người khác sống hạnh phúc mà cảm thấy mình bị mất mát và áp lực. Kỳ thực, những thứ mà chúng ta nhìn thấy chỉ là biểu hiện bề ngoài, còn bên trong chỉ mỗi người tự biết. Dục vọng và ham muốn của con người thì nhiều vô cùng. Ai cũng truy cầu cuộc sống cao, mong muốn bản thân có mọi thứ, đạt được mục tiêu của mình. Nếu đạt được rồi thì nhất thời cảm thấy vui vẻ, nếu không đạt được thì thấy thống khổ cả đời. Trên thế gian không có thứ gì là hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Nhưng ít ai biết được rằng không hoàn mỹ mới khiến cho cuộc đời đẹp đẽ. Chỉ có không ngừng vượt qua những thất bại, con người mới cảm nhận được niềm vui trong cuộc đời. Người xưa thường nói, người biết đủ thường vui, nhưng mấy ai đạt được cảnh giới này? Không phải con người đạt được quá ít, mà là mong muốn của con người quá nhiều nên mới thường xuyên thấy chưa đủ. Trời đất rộng lớn có đủ những thứ kỳ lạ, có quá nhiều thứ hấp dẫn, mê đắm lòng người. Chúng ta khó có thể không động tâm, khó có thể không ham muốn, khó có thể ngừng ảo tưởng. Đứng trước những điều say mê hấp dẫn ấy, có bao nhiêu người bị cuốn đi, có bao nhiêu người không bị lạc đường. Biết đủ mới có thể kìm hãm được dục vọng của bản thân, đứng vững trên đường đời. Thứ hai, đừng tự chuốc sầu muộn. Một ý nghĩ thiện lương sẽ đưa bạn lên thiên đàng. Ngược lại, một ý nghĩ đen tối sẽ đẩy bạn xuống địa ngục. Tất thảy những phiền não của chúng sinh đều bắt nguồn từ lo nghĩ quá nhiều mà ra. Trân trọng hiện tại, ngừng cố chấp, thôi lo âu, ắt bạn sẽ thấy an yên, hạnh phúc. Có một nhà sư có niềm yêu thích đặc biệt với ấm đất. Nếu gặp được chiếc ấm yêu thích, ông sẵn sàng chi rất nhiều tiền để có được nó. Trong vô số ấm đất mà ông sưu tầm được, chiếc ấm đầu rồng là chiếc ấm mà ông thích nhất. Một ngày nọ, có một người bạn đã lâu không gặp đến thăm. Ông dùng chiếc ấm vòi rồng này để pha trà tiếp đãi bạn. Người bạn hết lời khen ngợi chiếc ấm, cầm lên ngắm nghía hồi lâu, rồi vô tình làm rơi xuống đất, khiến chiếc ấm vỡ tan. Nhà sư ngồi xổm trên mặt đất, lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ của ấm trà. Sau đó lấy ra một ấm mới tiếp tục pha trà, cười cười nói, coi như không mảy may bận tâm đến chuyện vừa xảy ra. Về sau có người hỏi ông, chiếc ấm mà ông yêu thích nhất bị vỡ rồi, ông không buồn sao? Nhà sư liền nói, hà tất cứ phải lưu luyến mãi về một chiếc ấm đã vỡ, chỉ bằng đi tìm một chiếc ấm mới, biết đâu tôi lại tìm được cái tốt hơn thì sao? Đau khổ từ đâu mà đến? Chính từ suy nghĩ của chúng ta mà ra. Cứ đau đớn nhớ mãi những chuyện đã qua, để rồi tự làm mình buồn. Đối phương có lẽ chỉ làm bạn tổn thương một lần, nhưng bản thân lại cứ nhớ mãi không thôi. Như thế, đối phương làm bạn tổn thương đến ngàn vạn lần vậy. Nếu như không có bạn cổ suý, tiếp năng lượng cho những đau khổ của bản thân, thì liệu chúng có thể tồn tại không? Đời người, để tồn tại được, vốn đã không dễ dàng gì. Sống hạnh phúc hay khổ đau, tất cả là do bản thân chúng ta quyết định. Khi gặp khó khăn mệt mỏi, chúng ta luôn bất giác nghĩ ngợi linh tinh,
thậm chí là có phần tiêu cực. Càng nghĩ càng mệt mỏi lại càng nghĩ nhiều hơn. Sầu muộn vì thế cứ đeo bám ta mãi không buông. Áp lực và trách nhiệm có thể khiến bạn rất mệt mỏi, nhưng cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Biết tìm niềm vui trong nỗi buồn mới là điều mà chúng ta nên làm. Một người muốn học được cách buông bỏ phiền não thì trước tiên cần học được cách tiếp nhận, sống thuận theo tự nhiên, thản nhiên đối mặt với những rủi ro trong cuộc sống, học được cách đối đãi với nhân sinh bằng tâm thái tích cực, nghĩ nhiều đến những điều tốt đẹp. Thứ ba, đừng ngược đãi chính mình. Muốn thay đổi cục diện, vượt qua khó khăn, trước tiên đừng xem thường bản thân mình. Tự tôn, tự trọng là lòng tốt cơ bản nhất của một người dành cho chính mình. Trong giao tiếp xã hội, có ba loại thái độ: nhìn xuống, nhìn lên và nhìn ngang. Kẻ nhìn xuống là kẻ ngông, cao cao tại thượng, khinh người. Kẻ nhìn lên là kẻ yếu, sợ hãi, tôn thờ người khác, xem thường chính bản thân. Kẻ nhìn ngang là kẻ bản lĩnh, không tự ti, không ngu cuồng, tôn trọng đối phương cũng là tôn trọng chính mình. Chỉ khi bạn tôn trọng chính mình, đối mặt với kẻ mạnh mới không tự ti, thay vào đó là sự ung dung tự tại. Sống, điều tiên quyết là phải yêu lấy mình. Còn như vậy thì mới được người khác yêu mến. Phải tôn trọng bản thân, còn như vậy mới được người khác tôn trọng lại. Một người đến bản thân còn không tôn trọng thì làm sao có thể tôn trọng người khác? Trên đường đời, dù cơm dù cháo, có nóng có nguội, có được có mất, khi gồ ghề, khi lại bằng phẳng, chúng ta vẫn phải giữ được sự bình yên trong tâm hồn. Gió cũng được, mà mưa cũng được, tổn thương mất mát, cô đơn hay đau khổ, hạnh phúc hay tủi cực, thì chúng ta cũng vẫn luôn phải mỉm cười đối mặt. Đừng bao giờ vì người khác mà lừa dối chính mình, cũng đừng vì lời ca ngợi sáo rỗng mà cố gắng gồng mình để đảm nhận vai của người nào đó không phải là mình. Đôi khi, chúng ta không muốn làm người khác cảm thấy không vui, không hài lòng, nên cố gắng thay đổi mình để làm hài lòng họ. Bạn có biết rằng, càng về sau, bạn sẽ càng đánh mất chính mình, đánh mất những giá trị riêng chỉ thuộc về bạn. Hạnh phúc của mỗi con người là được sống như chính mình vốn có, sẽ vô cùng mệt mỏi và căng thẳng nếu chúng ta phải sống mà mang mặt nạ của người khác. Hãy yêu thương và chăm sóc chính bản thân mình, bạn nhé. Hãy lắng nghe và thấu hiểu con người mình. Bởi vì chỉ có chính mình mới là người bạn tốt nhất với mình mà thôi. Nếu bạn không trở thành người bạn tốt nhất của chính mình, bạn sẽ chẳng bao giờ có được sự thấu hiểu và cảm thông của những người xung quanh được. Thế nên, hãy là bạn của chính mình và là một người bạn tốt. Phần đời còn lại, ta nên là những tên ngốc vui vẻ. Đừng toan tính được mất, đừng tự chuốc sầu muộn, đừng ngược đãi chính mình. Thay vào đó, hãy khiến cho bản thân hạnh phúc nhiều hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký và nghe trọn bộ 85 audio sách nói bản quyền mới nhất tại địa chỉ usbsach.com, nhớ mã giảm giá VIP 1 để được giảm thêm 10%. Link đăng ký đã có phần mô tả phía dưới video này. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.